chín điều ông bà xưa cấm kỵ làm vào ban đêm kéo họa sát thân tiền bạc đội nón ra đi chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn phát tài phát lộc vạn sự hanh thông quý vị và các bạn thân mến thế giới tâm linh luôn chứa đựng những cái điều bí mật mà con người khó có thể lý giải được ví dụ như khi đi đường vào lúc tối muộn chúng ta có cảm giác ai đó đi theo sau mình và vào ban đêm chúng ta vô tình làm những cái việc như là chải tóc, xoay gương thì bất chợt cảm thấy giận người rất có thể đó là cái dấu hiệu của một thế lực ma quỷ nào đó nếu mà các bạn không may mắn gặp phải chúng thông qua cái hành động vô tình nào đó chúng sẽ có thể đeo bám và khiến cho các bạn mất ăn mất ngủ chắc hẳn chúng ta ai cũng có lòng tin về linh hồn không ít thì nhiều và quan niệm người xưa tiên rằng đêm khuya là cái thời điểm của linh khí này vậy nên cần phải tránh làm những cái việc kiêng kỵ sau đây để giúp thoát khỏi cái sự quấy nhiễu của các thế lực tâm linh. À, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những cái điều này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào ban đêm các bạn chớ nên làm những cái việc đại kỵ sau đây để tránh những cái điều không may mắn nó đến với mình. Một, không được lóc chóc chùm chìa khóa sau 10 giờ tối. Không được lóc xóc chùm chìa khóa sau 10 giờ tối kẻo các bạn đang gọi hồn vào nhà. Các bạn cũng không nên treo chuông gió ở đầu giường vì cái tiếng chuông gió sẽ thu hút cái sự chú ý của ma quỷ. Khi ngủ, chúng sẽ dễ xâm nhập và quấy phá. Hai, Lúc ngủ không nên quay chân hoặc là quay đầu ra cửa. Lúc ngủ không nên quay chân hoặc là quay đầu ra cửa vì đây được cho là cái tư thế dành cho người chết. Tuyệt đối không quay chân vào bàn thờ vì bất kính với bể trên sẽ khiến cho thần linh của trách, tiền tài hao tổn, sức khỏe thì bị sa sút. Thứ ba là không mặc đồ trắng các bạn nữ không nên mặc toàn đồ trắng lúc 12 giờ đêm và xóa tóc dài đứng dưới gương, thế lực tâm linh sẽ có cơ hội quấy nhiễu bản thân. À, thứ 4 là mua đinh, à, sau 7 giờ tối mà bạn ra ngoài cửa hàng mua đinh, chắc chắn không ai chịu bán cho bạn. Vì sao á Vì đinh dùng để đóng quan tài mà bạn mua ấy, sau 7 giờ tối sẽ báo hiệu một đám tang tới nhà bạn hoặc là nhà chủ người bán cho bạn. Thứ năm, gội đầu chảy tóc vào ban đêm. Các bạn đứng trước gương ban đêm chải tóc liên tục, sau đó nhìn vào gương và gọi tên người bạn muốn gặp. đây được coi là cách để gặp ma. do đó các bạn đừng dạy gì mồ gội đầu và chải tóc vào ban đêm. À, thứ sáu không để ghế trống. À, nếu phòng bạn có một cái ghế nào đó mà trước khi đi ngủ ấy, thì các bạn hãy đặt vật gì lên chiếc ghế đó. hẳn bạn sẽ không muốn ai đó ngồi trên chiếc ghế và nhìn mình cả đêm đúng không ạ. bảy là đừng để gương gần mình hay là đối diện với nơi mình nằm. Lúc 12 giờ đêm thì người ta tuyệt nhiên kiêng không nhìn vào cửa sổ hoặc là nhìn vào gương vì rất có thể cái hình ảnh phản chiếu đó chưa chắc đã là chính bạn. Nếu như nhìn thấy mặt người, tay chân hay bộ phận nào khác ở ngoài cửa sổ, nhất định không được để ý đến chúng mà phải lập tức quay đi chỗ khác. Người ta cho rằng gương chính là cái cánh cửa giao tiếp giữa thế giới tâm linh và thế giới con người. Hay nói đúng hơn, gương chính là cánh cửa của ma quỷ đến với thế giới con người. Một câu chuyện có thật đó là cô gái đang ngủ bèn giật mình trở mắt dậy. Cô nhìn vào cái gương đối diện với giường mình và hoảng hốt khi mà thấy hình ảnh phản chiếu trong gương là một cái bóng không rõ mặt đang nằm cạnh mình. 8. Không để mũi dép hướng về phía giường bạn. Khi lên giường ngủ, không để mũi dép hướng về phía giường. Nếu không, ma quỷ sẽ đoán rằng có người sống đang nằm ở trên giường và chúng sẽ lên giường ngủ cùng với bạn. 9. À, không chơi các trò dưới đây vào buổi tối. Buổi tối không chơi trò năm 50 hay còn gọi là trò trốn tìm sau 10 giờ tối Bởi khi chơi rất có thể dễ bị xui xẻo và bị ma giấu Bên cạnh đó cũng không nên chơi trò hù dọa người khác Khiến cho họ giật mình, hồn bay phách lạc, dễ bị ma quỷ xâm nhập à, Không nên chơi xoay ô trong nhà, ô dù sẽ rủ vong hồn vào nhà các bạn à, Không chơi trò gọi to tên nhau vào buổi tối, ma quỷ sẽ bắt hồn các bạn Không chụp ảnh vào ban đêm bởi ma quỷ luôn lảng vàng xung quanh đó vô tình sẽ vào ảnh chung với người đang sống đó là cái điều không tốt thì ngoài ra các bạn cần chú ý những điều sau khi đi ra đường một đi ra đường vào ban đêm không nên mang theo cái mảnh kính vỡ mang theo một mảnh kính vỡ trong người là cái điều không tốt dễ xảy ra tai nạn hai không nên bẻ cây hoa hay là cành lá vào ban đêm vì dễ thấy ma khi về nhà ngủ ba không nên tẻ bậy trên bờ tường vào ban đêm vì nước tiểu bị dính vào người và đó là cái điều vô cùng xấu. 4. khi đang đi trên đường vắng mà nói làm nhảm, nói thầm ấy, như thành tiếng, ví dụ như là kêu những tiếng như là tôi buồn quá, ừ, ước gì có bạn hoặc ước gì có ai đó bên cạnh vân vân thì dễ bị những người âm theo đeo bám, đúng không? Thứ năm là đi trời tối không mưa mà lại che ô trên đầu. Sáu, đi ra đường vào ban đêm không được dùng lọ nghẹ hoặc là nhọn nồi quẹt lên mặt. À, trước khi đi ngủ cũng không được vẽ bậy lên mặt mình. Thứ bảy là ban đêm không tự nhiên nổi hứng mà lại chống hai tay xuống đất, chĩa chân lên trời trồng cái chuối thì cũng là không nên. Tám, đang đi trên đường ban đêm, hút thuốc lá tự nhiên điếu thuốc bừng cháy thành ngọn lửa, tốt nhất là hãy chạy về nhà ngay. Chín, đi vào ban đêm không được cầm tiền âm phủ hay là vàng mã. À quý vị thân mến, chúng ta đã thấy có rất nhiều cái hiện tượng kỳ lạ mà khoa học chưa thể giải thích được. Trong đó có những chuyện liên quan đến ma quỷ làm cho chúng ta thấy sợ hãi và bất an đặc biệt giữa màn đêm chúng ta lại gặp những cái giấc mơ thấy ma vậy sự thật về giấc mơ thấy ma là gì liệu nằm mơ thấy ma thì báo hiệu là điểm lành hay điểm dữ à, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi à, thưa quý vị theo quan niệm dân gian thì ma quỷ chính là những cái vong hồn còn sót lại và tồn tại ở cái thế giới thực tại khi con người chết đi ma quỷ không có hình dáng nhất định và chỉ được miêu tả lại qua những lời kể của một số ít người đã từng gặp chúng cái nỗi sợ ma quỷ này cũng chính là cái nỗi sợ tiềm ẩn trong cái tâm thức của tất cả mọi người chúng ta bởi suy nghĩ ma quỷ có thể làm hại chúng ta bất cứ cái lúc nào mà chúng ta lại không thể đề phòng được do đó mơ thấy ma quỷ trong giấc mơ thường là khiến cho mọi người phải lo lắng và hoang mang à, tuy nhiên sự thật không phải tất cả những giấc mơ có liên quan đến ma quỷ đều là những điểm xấu à, mỗi một sự kiện một cái câu chuyện diễn ra trong giấc mơ thì sẽ được kiến giải theo những cái cách khác nhau xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một mơ thấy bị ma đuổi quý vị thân mến mơ thấy bị ma đuổi trong giấc mơ thì bạn là người vô cùng thuần khiết trong sáng các bạn rất dễ bị người khác lợi dụng lừa gạt và dụ dỗ đi sai đường lối bởi cái sự cả tin và bởi cái sự thiếu chín chắn của mình hãy cải thiện ngay cái điều này bằng cách là tin tưởng vào chính bản thân mình suy xét mọi việc thật kỹ dưới mọi góc độ khác nhau trước khi làm gì thứ hai là mơ thấy vong hồn À thưa quý vị, vong hồn chính là những oan hồn luẩn quẩn của những người đã khuất trên trần gian vì còn vương vấn và lưu luyến với cái thế tục. Mơ thấy những vong hồn là cái chuyện tình cảm của bạn là khá là rắc rối và vô cùng phức tạp. Các bạn luôn cảm thấy là không được bằng lòng với bạn bè, với người thân ở bên cạnh. Hãy tập trung mở rộng trái tim mình ra và học cách bao dung cho người khác để cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn. Thứ ba, mơ thấy bóng ma của người quen trong giấc mơ À, trong giấc mơ này thì phản ánh bạn vẫn còn nhớ về những kỷ niệm của người ấy. Bạn cảm thấy ân hận hay là hối tiếc vì một việc làm lỡ lầm của mình gây ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của hai người. Thứ tư là mơ thấy quỷ nói chuyện. Đây chính là cái điểm báo dữ. Có thể bạn đang gặp một cái kẻ xấu bụng nào đó lừa gạt. Nếu mà không tỉnh táo kịp thời tự mình thoát ra thì các bạn sẽ phải gặp nhiều điều bế tắc không hay. Thứ năm là mơ thấy mình biến thành ma. Trong giấc mơ, bạn thấy mình bị biến thành ma quỷ có nghĩa là bạn đang cảm thấy tuyệt vọng về một việc gì đó trong cuộc sống. Nếu trong giấc mơ này mà có sự xuất hiện của người thân hay bạn bè thì có lẽ bạn đang trong tình trạng nguy hiểm bởi các hành vi ác ý của người đó. Thứ sáu là mơ thấy ma quỷ giết bạn. Nếu như trong giấc mơ bạn mơ thấy ma quỷ giết bạn có nghĩa là bạn đang chuẩn bị tâm lý sẵn, sẵn sàng đối mặt với mọi sự đớn đau trong quá khứ và những cảm xúc dồn nén ảnh hưởng đến cái trực tiếp đến cái tâm hồn của mình. Nếu mà mơ thêm ma quỷ bốc cổ khiến cho mình không thở được Có nghĩa là công việc của bạn đang bị một ai đó phá hoại Và tìm mọi cách để ngăn chặn Thưa quý vị Như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn Về những cái đại kỵ không được làm vào ban đêm Và những cái dấu hiệu, những cái giấc mơ điểm báo về ma quỷ Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.